và thưa các bạn thân, vợ chồng tôi trân trọng, chúng ta thật từ đi ạ. Vợ chồng tôi trân trọng cảm ơn các ca sĩ, nhà thơ và các vũ điệu nhảy dân vũ của các bạn đã góp vui cho vợ chồng tôi kỷ niệm 40 năm ngày cưới. Tiếp theo, tôi có đôi điều tâm sự như sau. Kính thưa các vị khách quý, hôm nay gia đình tôi tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày cưới và có con gái đi xuất khẩu lao động bên Nhật Bản về chơi. Vợ chồng tôi rất cảm động và có nhiều vị khách quý, bạn bè thân thiết đến dự góp vui cùng với gia đình chúng tôi. Tôi xin kính chúc các vị khách quý và bạn bè thân hữu sức khỏe, gia đình hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Xin nhiệt liệt vỗ tay. Hôm nay vợ chồng tôi kỷ niệm 40 năm ngày cưới, có thể gọi đây là đám cưới kim cương. Trao cho nhau sức khỏe, vui trẻ tuổi già. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng. Vâng, chúng ta hãy cho một hàng tháo tay thật lớn như nữa. Vâng, cho lúc chúc mừng chúng ta cũng nâng ly để chúng ta chúc mừng hạnh phúc cho ông Nguyễn Văn Tâm và Nguyễn Thúy Biên đúng không ạ? Tâm ở đâu ạ? Ly ở đâu ạ? Thưa các bạn, cách đây, thưa các bạn, cách đây 40 năm tôi là người lính trẻ lái xe tăng chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc tại tỉnh Lào Cai và tham gia chiến dịch MB84 tại Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Tôi lái xe tăng mang biển số 693, xe tăng chỉ huy tại đội 3, tiểu đoàn 2, trung đoàn 356, quân khu 2. Khi đó tôi có 5 năm tuổi quân, nhưng đơn vị vẫn giữ lại làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Từ đó ông bà ngoại và thủ trưởng đơn vị đứng ra tổ chức nhiều khi vợ chồng tôi thường tâm sự với nhau. Ông Tâm là do đơn vị bộ đội và ông bà ngoại cưới chồng cho bà mình, chứ bên nội chưa cưới và chưa đón dâu. Hôm nay đây tổ chức đám cưới kim cương và cũng lần đầu bà Miền được mặc váy cưới. Trao cho ông Tâm và bà Miền sức khỏe vui vẻ tuổi già. Đã trải qua 40 năm gần nửa thế kỷ rồi, hôm nay vợ chồng tôi có nguyện vọng mời anh em bạn bè thân hữu gặp mặt tổ chức đám cưới kim cương kỷ niệm 40 năm ngày vợ chồng tôi kết duyên hạnh phúc. Vợ chồng tôi cưới vào năm 1983, sang cuối năm 1984 sinh con trai đầu lòng. Vợ chồng tôi sinh được một con trai và hai con gái. Hiện nay đã có 4 cháu, 2 cháu nội và 2 cháu ngoại. Nay vợ chồng tôi tuổi cũng đã xế chiều, ngoài U60, nhưng qua buổi hội ngộ hôm nay đưa vợ chồng tôi trở lại thời còn trai trẻ như xưa.
cuộc vui hôm nay có vị khách rất đặc biệt, đó là có hai người con và cháu Tuấn, con cháu của bố mẹ nuôi, người dân tộc Tày ở tỉnh Lào Cai, đã không ngại đường xa xa xôi từ tỉnh Lào Cai vào để dự đám kim cương kỷ niệm 40 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Khi tôi cưới vợ, bố mẹ nuôi và các anh em cùng tổ chức cưới cho vợ chồng tôi. Nay kỷ niệm 40 năm ngày cưới, vợ chồng tôi cũng có mặt từ Lào Cai vào dự. Trong đó có cháu Tuấn làm bóng ban tổ chức sự kiện tại Hà Nội, được tỉnh Nghệ An mời vào tổ chức khai mạc năm du lịch tại Cửa Lò vào tối ngày 14 tháng 4. Nhưng vì đang tối hôm nay đang ra phát chương trình, vì vậy đến ở đây xong lại phải đi Cửa Lò, cho nên là trong cái ngày chuẩn bị cho ngày tổng duyệt để khai trương cái năm du lịch. Vợ chồng tôi vô cùng xúc động trước tình cảm cao quý, xin phép mọi người cho một tràng vỗ tay chúc mừng. Sau đây tôi xin mời đứa em con nuôi của bố mẹ tôi ở khoảng lên thân về, nên xin có vài lời tâm sự trước cuộc vui hôm nay, và xin là người dân tộc Tày cho nên là có thể lên nói đầu nói bằng tiếng Tày, sau đó dịch sang tiếng người Kinh, cho nên là mới được là nay cũng là lần đầu tiên mà hai đứa em chúng tôi cũng đã đi rất xa mà phải vào tận đây. Vâng, rất là cảm ơn có quà đến từ cô dâu ạ. Vâng, và tôi cô dâu vâng xin cảm ơn, và tôi cũng xin là vì tôi cũng xuất phát từ đơn vị đóng quân về. Vâng ạ, xin mời chị ạ, chị ở đâu ạ? Vâng ạ, xin mời chị Tiến ạ, về sân khấu đi ạ. Để chị nói gì đây để trong buổi tối hôm nay chúc cho vợ chồng ông Nguyễn Phước Tâm và Nguyễn Thí Hiền trăm năm hạnh phúc ạ. Và để đã như thế là có cái vui, tôi xin hỏi đứa em gái của tôi là bằng tiếng Tày. Tôi nói nọng cô tí lơ, nọng cô tí lơ. Có nghĩa là tôi hỏi nọng cô tí lơ, nghĩa là tôi nói dịch sang tiếng Kinh, nghĩa là em đi đâu đấy. Đấy. Vâng. Là em đến chơi thăm anh chị. Và xin chào các anh các chị và bạn bè của em Tâm. Có một chút tâm sự với các anh các chị tại ngày hôm nay, ngày kỷ niệm 40 năm ngày cưới của hai anh chị. Thế thì từ năm 87, 89, 80 thì lúc đó tôi có 15 tuổi. Thế thì tôi thấy có anh Tâm là bộ đội lái xe tăng của sư đoàn 36 đánh đến đóng tại gia đình tôi. Đấy, đấy thì được 2 năm thì tôi đi học chuyên nghiệp. Thì mình đến rất đặc biệt ạ. Và để
để có vui và làm sâu sắc hơn. Cho ngày hôm nay, tôi xin mời mọi người nâng chén rượu thơm chúc mừng ngày vui của vợ chồng tôi. Năm nào chưa rót rượu thì chúng ta rót đầy chén để chúc mừng. Và giới thiệu hai ca sĩ Ngọc Hà và ca sĩ Lê Mai hát bài làn dân điệu dân ca nghệ tính, bài hát có chủ đề mời rượu. Xin mọi người chúng ta hưởng ứng rót rượu và vỗ tay chúc mừng. Vâng, thì xin mời ông Nguyễn Thức Tân, bà Nguyễn Thị Huyền hãy đứng lại sân khấu một tí. Thì có một món quà rất là tôi không biết được gì hơn nữa. Thì đó là món quà của chị Thanh Mai, chị Đại Huệ, để kỷ niệm 40 ngày cưới cho vợ chồng ông và đại diện cho chị em trường đại học của chúng tôi chúng tôi hôm nay. Vì vậy chúc cho ông bà trăm năm hạnh phúc. Vâng, xin mời hai chị lên để tặng quà cho chú rể và cô dâu ạ. Vâng, chú rể vào đi. Vâng, vâng, ông Tân Hoa nói chú Hiển ơi, ông Tân hát nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, hứa với nhau một câu đi suốt chặng đường, đến khi tin người đồng thì thương tư cùng đi. Thì em ơi lo lắng chi, ta sao với nhau 90 năm cùng đời. Vâng ạ, một lần nữa xin được chân thành cảm ơn. Vâng, và xin mời những món quà của cô dâu chú rể thì chúng ta hãy bỏ về hai bên phía để chúng ta cùng được thưởng thức giai điệu của